Xin chào anh em đã quay trở lại với cả HaCom và hôm nay lại là Q&A anh em ạ. Chương trình này thì là chương trình dành cho anh em để trả lời các câu hỏi của anh em về những vấn đề mà anh em chưa biết. Ví dụ như là về máy tính này, về laptop này, về các linh kiện như là CPU, card màn hình, RAM, mainboard. Nói chung là rất nhiều thứ anh em nhá. Nếu mà anh em muốn được gọi là mình trả lời những câu hỏi đấy thì hãy để ở dưới comment để mình có thể biết được và trả lời. Thường thì mình sẽ tập trung những câu hỏi ở khu vực đấy là nhiều hơn, còn những câu hỏi khác thì mình sẽ vẫn trả lời thôi, nhưng mà sẽ ít được tập trung hơn anh em nhá. Rồi, thì hôm nay sẽ là chương trình số thứ 31 và sẽ được chiếu vào 7h30 vào tối thứ Bảy hàng tuần. Bây giờ hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên đi. Câu hỏi đầu tiên là của bạn Phạm Thú. Bạn bảo là HaCom chắc là mình nhầm chứ, em chắc chắn là dòng 3090 Ti dùng chân 12 pin. 3090 là dùng 3 chân 8 pin, còn 3090 Ti hình như không phải chân 12 nhá, mà là chân 16 pin mà bạn có thể check trên check power up ấy. Ui, cái chân dở hơi thực sự ấy, thật, kể cả 12 hay 16 thì mình đều thấy dở hơi nhá. Nói chung là không nên mua mấy cái loại đấy. Thực lòng mà nói, nếu mà anh em có sẵn một con nguồn mà có chân 12 pin rồi, ví dụ là con Cooler Master V2 phiên bản có 12 PWHR hay cái gì đấy thì hãng mua nhá. Chứ nếu mà không ấy, thì thực sự dùng cái dây đổi đấy cực kỳ là khó chịu luôn, không nên một chút nào cả. Rồi, tiếp theo câu thứ hai của bạn Nguyễn Ngọc Dương. Bạn ấy đang dùng i3 19001 cộng với Z390. Trời đất, đây đúng là cái chân lý kiểu mua main trước rồi mua CPU sau đây. Bây giờ bạn nên nâng cấp lên i7 9700 hay là sang combo i5 3400 cộng với cả B660. Máy đang dùng 2 thanh RAM 8GB và RTX 2060 Super. Thì ấy, bây giờ nhá, mình trả lời cho anh em đúng một câu thôi. Nếu mà bạn Dương bạn cần làm việc thì bây giờ hãy nâng lên cho mình là i5 13400 cộng với cả B660. Còn nếu bạn chỉ chơi game không ấy thì mình nghĩ rằng 9700K vẫn là một con thoải mái. Bởi vì thực sự thì cái i5 13400 nó cao hơn với cả i7 9700 khá là nhiều về hiệu năng đa nhân ấy, và tức là kiểu làm việc ấy. Còn chơi game thì gần như là thực sự thì không đáng với cái mức tiền anh em phải bỏ ra cho một chiếc main B660 nữa. Đấy, mà đặc biệt là chiếc 2060 Super thì thực sự thì cái độ chênh lệch không là cao đâu. Tầm tiền đấy thì hãy mua con 9700 nếu mà chơi game nhá, mua con 9700 rồi nâng cao màn hình của mình lên khoảng tầm 3060, 3060 Ti hoặc là 3070 nếu mà bạn muốn. Bởi vì bây giờ mức giá ca cũ cũng khá là ổn áp rồi, 3070 khoảng tầm 7 triệu thôi. Tức là chơi thoải mái với cả những tựa game bây giờ, đặc biệt với cả một chiếc CPU i7. Nói chung là một con CPU đây nó cũng khá nhiều nhân nhiều luồng nên là không phải lo lắng lắm đâu nhá. Rồi, tiếp theo là bạn Ba Pham. Bạn đang dùng 12100F, 6600 XT, RAM 16GB, SSD 1T, nguồn MSI MAG 550, làm ảnh, edit video, chơi game full cấu hình. Lần đầu em xài cái AMD có nút OC Silent thì cái đấy là làm gì? Em cảm ơn. Bây giờ để mình trả lời từng câu hỏi của bạn nhá. Thì cái combo của bạn ấy i3 12100F với cả 6600 XT thực sự thì sẽ edit video hay là làm ảnh không bằng những cấu hình bằng tầm tiền. Bởi vì đơn giản rằng là card thứ nhất nhá, CPU bạn không có on-board cho nên nó không hỗ trợ được những cái kiểu QuickSync cái thứ. Thứ hai là bạn đang không có cái card AMD của bạn ấy không được hỗ trợ như những chiếc card khác, ví dụ như Intel hay Nvidia, cho nên là việc làm việc của bạn sẽ hiệu năng không bằng với cả những chiếc con card kia. AMD chỉ có OpenCL thôi, OpenCL, OpenCL ấy. Thì Nvidia thì có NVENC hay là Intel thì có QuickSync, cho nên là chiếc card của bạn sẽ hoạt động không tốt khi mà làm việc. Chơi game thì ổn, cái combo đấy khá là ổn đấy. Thực sự thì 6600 XT mình vẫn đánh giá là chiếc card màn hình P/P khá là tốt trong thời điểm hiện tại. Còn nếu mà để nói về cái vấn đề là cái nút OC kiểu ấy, thì nếu mà bạn đang có nút OC ở đằng sau card thì card của bạn coi là full. Còn nếu mà có cái cần gạt ở trên ấy thì nó chỉ bây giờ đa số các card đều có cái đấy rồi. Cái đấy chỉ đơn giản là đổi BIOS sang cái BIOS OC thôi, overclock thôi, thì nó sẽ tăng xung, tăng quạt, tăng các thứ kiểu lên cho bạn. Nói chung là tự động ép xung ấy để khiến cho card của bạn chạy ở mức cao hơn. Nhưng mà mình thấy bây giờ đa số các card đều có cái như kiểu là thermal boost ấy, tức là card chỉ cần đến một mức nhiệt nào đó thôi thì nó vẫn cứ gắng bay lên trời, phải không? Thế nên là cái việc mà thay đổi giữa Silent và OC thì nó cũng không quan trọng lắm đâu. Bạn cứ thử thay đổi xem, nhưng mà thay đổi thì phải reset máy nhá, restart máy nhá, và xem là liệu rằng là card của mình có tăng hiệu năng không, liệu rằng card của mình có nóng quá không, thì hãy để ở mức đấy. Còn nếu mà không ấy thì mình vẫn khuyên bạn nên để ở mức OC nhá, để có thể nhận được 100% hiệu năng của chiếc card của mình. Rồi, tiếp theo câu hỏi của bạn Minh. bạn muốn so sánh giữa chiếc i3 10105F với cả 12100, giá chênh lệch khoảng tầm 1 triệu. Trong khi main rẻ hơn. Và liệu rằng là trong 2023 thì chiếc CPU i3 10105F có ổn cho nhu cầu Triple A không, đặc biệt là chơi với cả 1660 Super. Thì nếu mà bạn chơi với 1660 Super ấy thì chiếc CPU i3 đấy khá là thoải mái. Thực sự thì độ nghẽn của nó không là nhiều, với một vài tựa game thì có bị nghẽn thôi, những tựa game nhiều đa nhân quá ấy, ví dụ như là mình thấy là Shadow Tomb Raider là ép đa nhân khá nhiều này, có Cyberpunk cũng ép đa nhân cũng khá là nhiều này, thì với những tựa game đấy thì có khả năng là chiếc card của anh em không nhận được cái mức hiệu năng mà anh em muốn, sử dụng khoảng tầm 80-90% thôi, chứ không thể nào ping được ở 97, 98, 99, 100% đâu. Còn thực sự thì nếu mà bạn phân vân giữa i3 với cả i3 đời 10 và i3 đời 12 ấy, thì mình thực sự nói nhá, khá là ổn. Với cả nếu bạn chỉ chơi game ấy thì cái i3 đời 10 khá là ổn. Còn nếu bạn thực sự cần làm việc ấy thì mình nghĩ rằng bạn nên chi thêm khoảng tầm 1 triệu đấy cho chiếc i3 đời 12. Cái hiệu năng cách biệt chơi game ấy chỉ rơi vào khoảng tầm 10-15% thôi, nhưng mà hiệu năng làm việc ấy thì ở trong Blender nhá, i3 12100 cách với cả i3 10105F khoảng tầm 30% đấy trong Blender nhá. Thực sự là khá là đánh đổi anh em ạ. Đấy là còn tùy vào anh em thôi. Nếu mà anh em cảm thấy thực sự cần phải nâng cấp thì hãy nâng cấp, còn nó tùy, tất cả đều tùy thuộc vào cái nhu cầu của em ạ. Rồi, tiếp theo này, câu hỏi của bạn mình đã xong. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Minh Nguyễn. Bạn ấy hỏi về cái vấn đề sử dụng kết hợp với cả i5 12400 với cả B660MK thì MHDB chứ. Thì con main Astrox đấy, mình thực sự mà nói nó không phải là con main xịn nhất, nhưng mà nó vẫn đủ với cả chiếc i5 12400 rồi. Thế nên là bạn có thể sử dụng thoải mái nhé. Mình chắc chắn là vẫn sử dụng được tốt thôi. Cái ngoại hình với cả những cái tính năng của nó thì không vip bằng những con cao cấp được, nhưng mà thực sự thì những bạn nào dùng i5 12400 không muốn chi quá nhiều tiền vào mainboard, và con đấy là đã quá đủ rồi. Ok, tiếp theo này của bạn Yon Natsumi. Ok bạn Yon Natsumi nhá. Bạn ấy đang dùng i3 10 H510 2060 và nguồn Aeron Lux. Bạn ý cứ mỗi khi VGA chạy khoảng tầm 120W điện thì mainboard có tiếng coil whine, dù thay VGA rồi nhưng vẫn có vậy. CPU thì có sao không? Thì thứ nhất, cái vấn đề coil whine thì mình đã giải thích rất nhiều rồi, nó không có ảnh hưởng quá nhiều đâu. Còn ấy, bạn cứ tự động chạy lại 120W ấy thì khả năng cao là do cạc của bạn rồi, chứ không phải là do mainboard đâu. Bởi vì bạn thay cạc rồi vẫn có tiếng đâu, mà cứ lên 120W thì mới bị hiện tượng đấy. Thì mình khả năng cao mình nghĩ rằng là do cạc. Bạn muốn xử lý vấn đề này thì hãy undervolt cho mình nhá, giảm điện xuống, kiểu giảm mức điện xuống khoảng tầm 875mV ấy, tầm đấy là khá an toàn với cả những chiếc cạc bây giờ, thoải mái thôi. Còn cái vấn đề về coil whine thì không cần quá lo đâu. Nếu mà cảm thấy ồn ào khó chịu quá thì mới cần phải chỉnh sửa thôi anh em nhá. Rồi, tiếp theo câu hỏi cuối cùng. Bạn Trịnh Quang Tuệ hỏi về chiếc i3 10105F. Thì bạn hỏi là chiếc CPU này edit video được không? Thì tất cả chiếc CPU trên thế giới này đều có thể edit video được, nhưng mà chiếc i3 10105F này không tốt cho lắm, bởi vì đơn giản nó chỉ có 4x8 luồng, và đồng thời nó không có cả các on-board nữa, thế nên là nó không nhận được sự hỗ trợ của QuickSync. Thế nên là mình thực sự mà nói thì bạn nếu mà muốn edit ý, thì hãy mua một con có cả on-board, hoặc là nâng cấp thêm một chiếc CPU cao cấp hơn nhá. Rồi, và đó là tổng cộng 7 câu hỏi cho chương trình Q&A số thứ 31 này. Nếu mà anh em muốn đặt những câu hỏi khác thì hãy để nó ở dưới đường link nhé. Còn đâu thì cảm ơn anh em đã xem video này, và hy vọng gặp lại anh em ở video tiếp theo.